Nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc xe hạng sang, có thiết kế thời trang và tầm giá hơn 1 tỷ đồng thì các bạn không nên bỏ qua chiếc xe này. Range Rover Evoque sản xuất năm 2014. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc xe rất là nổi tiếng của Range Rover. Đó là chiếc Evoque sản xuất năm 2014, một chủ sự từ đầu và mang biển kiểm soát Hà Nội. Chiếc xe này có ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu đỏ đen. Và điểm đặc biệt là chiếc xe này có sự tham gia thiết kế của vợ danh thủ rất là nổi tiếng trong bóng đá David Beckham. Cho nên đến thời điểm hiện nay, sau thời gian ra mắt từ năm 2012, nhưng vẫn rất nhiều người tìm kiếm mẫu xe này bởi vì thiết kế thời trang của nó và vẫn còn rất là đẹp. Chiếc xe này thì mang biển kiểm soát Hà Nội và đến thời điểm hiện nay thì sau 7 năm sử dụng và mới lăn bánh được khoảng 8 vạn km, tức là mỗi năm chiếc xe này chỉ lăn bánh hơn 1 vạn km và đầy đủ lịch sử hãng. Với những chiếc xe Range Rover thì khách hàng rất là yêu thích cái thiết kế này, và đặc biệt là những khách hàng nữ, khi mà cái thiết kế của Range Rover thì rất là sang trọng, đẳng cấp, và cần số là một điểm đặc trưng. Tôi rất thích cái cần số này, đó là cần số dạng núm xoay. Các chi tiết mạ thì một chiếc xe sang các bạn có thể quan sát thấy là vẫn rất còn mới và chưa có một vết xước nào cả với chiếc xe này. Hệ thống âm thanh của Evoque 2014 này thì đó là hệ thống âm thanh danh tiếng Meridian mà các bạn có thể quan sát thấy, tạo ra những bản nhạc hay và âm thanh trung thực dành cho chủ nhân. Ở hàng ghế sau thì các bạn có thể quan sát thấy là chủ cũ vẫn còn rất là giữ gìn và nội thất chiếc xe này vẫn còn cực kỳ mới. Phối màu đỏ đen. Ở vị trí phía sau thì chúng ta sẽ quan sát thêm cái vị trí cốp sau và lốp dự phòng. Các bạn có thể quan sát thấy là cái cốp sau này vẫn còn rất là sạch và rất là mới. Lốp dự phòng thì chưa hạ một lần nào. Chiếc xe này thì quá là mới và rất là chất. Cốp điện. Vừa rồi là video giới thiệu về chiếc Range Rover Evoque sản xuất năm 2014, bản Dynamic, bản cao cấp nhất với hộp số tự động 9 cấp và camera 360. Chiếc xe này thì có trang bị tới 5 camera, đó là 2 camera trước, 2 camera bên gương trước hậu và 1 camera lùi, giúp cho các bạn dễ dàng xử lý trong không gian hẹp. Và chiếc xe này đang được Hà Nội Car chào bán với mức giá là 1 tỷ 450 triệu. Nếu như các bạn đang quan tâm đến mẫu xe này thì các bạn có thể đến địa chỉ cửa hàng ở 99 phố Thành Thái, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để trải nghiệm chiếc xe này. Còn nếu các bạn ở xa thì chúng tôi có thể chuyển chiếc xe này đến nhà bạn. Sau khi các bạn kiểm tra, check hãng, chiếc xe đúng như Hà Nội Car cam kết và các bạn thanh toán nốt phần còn lại để nhận xe. Và cũng đừng quên đăng ký kênh vì chúng tôi sẽ còn quay trở lại hàng ngày với những video giới thiệu xe hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.